Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có kế hoạch đến Pháp dự kiến vào tháng 6, sau đó đến Ý dự cuộc họp G7. Ông được cho là sẽ đề nghị các đối tác của Ukraine bắn hạ tên lửa Nga, tăng cường hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine và tịch thu tài sản Nga. Kế hoạch trên được tờ Politico tiết lộ dựa trên hai nguồn tin, tuy nhiên lịch trình của Tổng thống luôn có thể thay đổi. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, ông Zelensky dự kiến sẽ tận dụng chuyến đi này để kêu gọi thêm sự hỗ trợ từ phương Tây, đề nghị tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO giúp bắn hạ các tên lửa của Nga như những gì Mỹ và Anh đã làm khi Iran tấn công Israel. Tổng thống Zelensky cũng đã đề nghị Mỹ và các nước châu Âu tịch thu tài sản của Nga để chi trả cho việc tái thiết Ukraine sau này. Tờ Politico nói rằng kế hoạch của ông Zelensky đặc biệt chú ý vì gần đây ông đã buộc phải hủy nhiều chuyến thăm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sau khi quân đội Nga tấn công Kharkov. Tờ Politico viết rằng Ukraine đang rất cần được tiếp tục hỗ trợ và quan tâm nên chuyến đi này sẽ giúp ông Zelensky có thêm nhiều thời gian gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc tế bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cũng theo tờ báo này, ông Zelensky có kế hoạch tới Ý dự hội nghị thượng đỉnh G7 sau khi tới thăm Pháp. Trong suốt nhiều tháng, các thành viên G7 đã tranh luận về tính khả thi của việc sử dụng hàng trăm tỷ đô la Mỹ, tài sản bị tịch thu của Nga để tăng cường quốc phòng và kinh tế cho Ukraine. Mỹ và Anh ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng này, trong khi một số thành viên của châu Âu, chẳng hạn như Đức, lại tỏ ra rè trường hơn. Vấn đề này đã được thảo luận trong các cuộc họp trước đó của các bộ trưởng tài chính G7. Giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde đã phản đối mạnh mẽ việc tịch thu toàn bộ tài sản của Nga để cho Ukraine vay. Do đó, ông Zelensky có thể tận dụng cơ hội này để gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia và cố gắng thuyết phục những người còn hoài nghi. Một vị tướng cấp cao cho biết Mỹ không có kế hoạch cử huấn luyện viên quân sự đến Ukraine và chỉ có thể làm như vậy khi xung đột Ukraine kết thúc có khi Pháp đề ngỏ khả năng cử quân sang huấn luyện lực lượng Ukraine. Sau hơn 2 năm xung đột, quân đội Nga đang tiến dần sâu vào miền đông Ukraine, giữa lúc nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực và sự chậm trễ cung cấp vũ khí từ phương Tây trong nhiều tháng. Điều này đặt ra câu hỏi về việc liệu Mỹ và các đồng minh có thể hỗ trợ thêm gì khác ngoài việc viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí, thông tin tình báo và huấn luyện các lực lượng quân sự Ukraine ở nước ngoài. Reuters dẫn tuyên bố của tướng Charles Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết, hiện tại Mỹ chưa có kế hoạch đưa huấn luyện viên quân sự tới Ukraine. Khi xung đột kết thúc và tình hình được cải thiện, chúng tôi có thể cân nhắc về việc đưa các huấn luyện viên trở lại. Trước khi xảy ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mỹ đã từng cử khoảng 150 huấn luyện viên quân sự đến nước này. Tướng Brown và ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, đã có cuộc trao đổi sau cuộc họp với những người ủng hộ quân sự Ukraine. Cả hai đều khẳng định sự cần thiết phải hỗ trợ Kiev phải đối mặt với áp lực gia tăng từ các lực lượng Nga tại Kharkov. Tướng Brown cũng tin rằng Ukraine không sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Truyền thông Ukraine cho biết, Máy bay không người lái của tình báo quốc phòng nước này tiếp tục tấn công vào cơ sở công nghiệp quân sự của Nga ở Tatarstan. Tờ Pravda dẫn nguồn tin từ tình báo quốc phòng Ukraine DIU cho biết, chiều ngày 23 tháng 5, tình báo quốc phòng Ukraine tiếp tục sử dụng máy bay không người lái UAV phá hủy cơ sở hạ tầng của Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Liên bang Nga ở Tatarstan. Nguồn tin tiết lộ, UAV đã tấn công các mục tiêu ở Kazan và Nizhnekam nơi có nhiều công ty quan trọng chuyên sản xuất các sản phẩm quân sự. Truyền thông địa phương đưa tin một chiếc máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không Nga phá hủy, chiếc còn lại bay về Gainuliana. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine buộc các nhân viên phải sơ tán khỏi nhà máy lọc dầu Taneco, nhà máy Osintex và doanh nghiệp TAF liên quan đến vụ việc các sân bay ở Nenekam và Kazan cũng phải tạm thời ngừng hoạt động. Chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh Nga, thực hiện nhiều biện pháp cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa tiếp theo và đảm bảo an toàn cho người dân. Đến thời điểm hiện tại, Nga chưa đưa ra báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại về tài sản. Ukraine gần đây đã gia tăng các cuộc tấn công vào các nhà máy và cơ sở lọc dầu của Nga. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên lực lượng Ukraine tấn công vào Tatarstan. Trước đó, hồi đầu tháng 4 năm nay, lực lượng Ukraine đã thực hiện một cuộc tập kích vào đặc khu kinh tế Alabuga, của Cộng hòa Tatarstan khiến ít nhất 6 người bị thương. Nga được cho là đang tập trung quân tại nhiều điểm dọc biên giới phía đông bắc Ukraine đe dọa phát triển cuộc tấn công gần đây vào tỉnh Kharkov, bao gồm một cuộc tấn công vào tỉnh Sumy lân cận và mở rộng hơn nữa một chiến tuyến tích cực mà Kiev đang phải phân lộn để ngăn chặn. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho rằng, Moscow có thể đang tập trung các lực lượng hạn chế, thiếu nhân lực và không gắn kết theo hướng Sumi. Những bức ảnh và video được quay bên trong lãnh thổ Nga dường như đã xác nhận được việc chuyển hướng một lượng lớn thiết bị quân sự tới biên giới Sumi và khu vực Kursk, biên giới của Nga. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để trao đổi và bình luận. Việc bố trí các đơn vị Ukraine, bao gồm các lực lượng dự bị ở phía Đông Bắc, có thể làm căng lực lượng của Kiev đủ để cho phép Moscow đạt được bước đột phá đáng kể ở khu vực phía đông Donbass, nơi các tỉnh Luhansk và Donetsk từ lâu đã là tâm điểm của các cuộc tấn công vốn khốc liệt không kém. ISVK cho biết, khó có khả năng một nhóm lực lượng như vậy của Nga có thể đạt được hiệu quả như mong muốn trong việc lôi kéo và cố định lực lượng của Ukraine ở khu vực biên giới mối đe dọa về một chiến dịch tấn công mở rộng về phía Đông Bắc đang gây lo ngại ở Kiev, nơi các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự đã dành hơn 2 năm để thúc giục các đối tác phương Tây hành động nhiều hơn, nhanh hơn để giúp họ đánh bại Điện Kremlin. Không rõ liệu quân đội Nga có khả năng đạt được thành công, tấn công đáng kể hay không. Mikhailo Podolyak, cố vấn cho người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuần này đã bày tỏ nghi ngờ về tham vọng rõ ràng của Moscow. Ông Podolyak đã nói, ở Nga cũng thiếu đạn dược, tên lửa đạn đạo, xe bọc thép. Họ có trình độ huấn luyện khác dành cho các lực lượng huy động. Đây không phải là trình độ huấn luyện đặc biệt mà chúng tôi đã thấy vào đầu cuộc xung đột. Tuy nhiên, ngay cả khi một cuộc tấn công hạn chế ở Sumy cũng có thể làm phức tạp thêm vấn đề phòng thủ của Ukraine. Có khả năng phải tăng thêm hơn 100 dặm cho mặt trận đang hoạt động, Andrei Demchenko, người phát ngôn của cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine, nói với đài phát thanh Svoboda rằng Kiev không bao giờ có thể loại trừ khả năng này. Demchenko nói về khu vực biên giới Sumy rằng đối phương có thể bất cứ lúc nào, mặc dù không có đủ lực lượng, cố gắng làm điều gì đó tương tự như những gì đang xảy ra ở hướng Kharkov. Đó là nhằm kéo dài chiến tuyến, thực sự kéo dài lực lượng phòng thủ của đất nước chúng ta. Ivan Stupak, cựu sĩ quan cơ quan an ninh Ukraine SBU, và hiện là cố vấn cho Ủy ban Tình báo, Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Quốc hội Ukraine, nói với Newsweek rằng có một số kịch bản tiềm năng, có thể là một trong số đó hoặc tất cả. Ông Stupak cho biết, trong số các tham vọng có thể là sự phân tâm của các bộ chỉ huy và lực lượng Ukraine khỏi các chiến tuyến khác, một nỗ lực nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine về hướng Kupiansk, có khả năng buộc các chỉ huy Ukraine phải rút khỏi thành phố Kupiansk và Liman. Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng, cũng có thể nằm trong tầm ngắn của Moscow. Tờ The Economist tuần này đã đưa tin rằng các đơn vị nga tiến vào tỉnh Kharkov có ý định đưa thành phố này vào tầm bắn của quân đoàn pháo binh đáng sợ của Moscow. Mục đích cuối cùng, Stopak nói, có thể là di chuyển càng gần Kharkov càng tốt. Các thành phố ít nhất khoảng 15 đến 20 km. Trong trường hợp này. Nga có thể bắt đầu pháo kích hỗn loạn vào thành phố bằng cách sử dụng hệ thống pháo binh và tên lửa phóng loạt giá rẻ, chi phí cho một quả đạn pháo 152mm cũ thời Liên Xô là 500 đô la Mỹ so với 5.000 đô la Mỹ cho một quả NATO. Dường như không bên nào có thể tung ra đòn quyết định có khả năng giành chiến thắng toàn bộ trong cuộc chiến. Kiev vẫn đang công khai theo đuổi việc giải phóng hoàn toàn lãnh thổ theo hướng biên giới năm 1991 của mình. Moscow đã đưa ra ít nhất sự rõ ràng về kế hoạch được tuyên bố của mình nhằm phi phát xít hóa, phi quân sự hóa của Ukraine. Mặc dù Nga cam kết củng cố kiểm soát các khu vực Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson. Pavel Luzin, một nhà phân tích quân sự Nga và là học giả thính giảng tại trường luật và ngoại giao Fletcher thuộc Đại học Tufts ở Boston, nói rằng cuộc tấn công đang tăng cường vào mùa hè của Nga đi xa hơn so với các khu dự trữ và địa điểm của Ukraine. Ông Luzin nói thêm, kế hoạch của Nga nằm trong mục đích cải thiện vị thế chính trị của Nga, làm mất đi tinh thần xã hội và chính quyền Ukraine, đồng thời buộc Ukraine phải đàm phán về lệnh ngừng bắn. Vụ ám sát Zelensky thất bại là một phần của kế hoạch này. Hồi đầu tháng, ông Luzin cho biết, rất khó có thể nói liệu rằng Moscow có đủ nguồn lực để thực hiện cú hích mới thành công hay không. Những gì chúng tôi thấy là Nga đang cố gắng bao vây một nhóm quân đáng kể của Ukraine ở Avdiivka, giống hệt như Ilovask vào tháng 8 năm 2014 ở Debaltseve vào tháng 2 năm 2015, nhưng không thể làm được điều này. Ông Luzin cũng nói rằng có lẽ Nga sẽ thực hiện một số nỗ lực khác theo cách tương tự, bởi vì họ cũng cần những vị thế mạnh hơn để có được sự đột phá trong cuộc xung đột họ cần một sự nghỉ ngơi, nhưng họ sẽ không kết thúc cuộc xung đột này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy ấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.